Xin chào các đại lý và khách hàng bên công ty chầm Hương Nguyễn. Đây là sản phẩm làm từ chầm núi rừng mộc tự nhiên, chuỗi 108 hạt 7 ly. Đây là sản phẩm chầm hương VIP nha cả nhà. Bên công ty chầm Hương Nguyễn sản xuất chầm xin 100% không xử lý màu hoặc mùi của hóa chất. Bên công ty chầm Hương Nguyễn luôn design nhiều mẫu mã mới theo cầu của khách hàng, mix chầm vàng 24K và đá thiên nhiên theo cầu của khách hàng. Chuỗi 108 hạt 7 ly, mix với chầm vàng 24K. Chăm tỳ hưu mang ý nghĩa chiêu tài lộc bình an, mang đến sự may mắn trong công việc, mang ý nghĩa trừ tà, xua đuổi những nguồn năng lượng xấu tiếp cận với gia chủ. Chuỗi 108 hạt mang ý nghĩa đoạn trừ 108 phiền não, xua đuổi những điều không may, mang đến sự may mắn và sức khỏe tốt cho người sở hữu. Chuỗi 108 hạt 7 ly, sản phẩm chầm hương VIP có mùi hương thơm ngọt nha cả nhà.